Tin giáo sư chánh tòa Phú Cường. Mừng lễ mình máu thánh chúa, giáo sư chánh tòa Phú Cường chào đón các anh chị em tân tòng. Vào lúc 5 giờ sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018, thánh lễ mừng mình máu thánh chúa được cử hành trọng thể tại nhà thờ chánh tòa Phú Cường do cha sở Anton Hà Văn Minh chủ tế. Cùng trong dịp này, cha sở Anton đã cử hành nghi thức ban các bí tích khai tâm cho 35 anh chị em dự tòng, những người con dấu yêu vừa được Thiên Chúa tuyển chọn và ân ban danh vị là con Thiên Chúa. Thánh lễ mừng mình máu Thánh Chúa hôm nay, đại gia đình giáo xứ chánh tòa Phú Cường đã đón nhận thêm hồng ân tình yêu từ Thiên Chúa. Chính là những anh chị em tân tòng hôm nay đã chính thức trở thành người con của Thiên Chúa. Chắc hẳn các anh chị em đã cảm nhận được tiếng mời gọi từ tâm hồn mình, được soi dẫn bước trên con đường Chúa đã dành sẵn, con đường tình yêu và con đường đưa đến một nguồn hạnh phúc đích thực. Đáp lại lời mời gọi đó, các anh chị em tân tòng đã tìm đến Chúa, được trải qua quá trình tìm hiểu, học tập và rèn luyện, để hôm nay các anh chị em được tái sinh trong tình yêu của Thiên Chúa. Ngay sau bài chia sẻ của cha sở Anton về huyền nhiệm của mình và máu Thánh Chúa, các anh chị em dự tòng sốt sắng tiến lên cung thánh và được chính cha sở Anton ban bí tích rửa tội. Ngay sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, các tân tòng cũng được nhận lãnh bí tích thêm sức, đón nhận nguồn sáng và sức mạnh từ Chúa Thánh Thần. Ngay từ giây phút này, thần khí của Chúa hoạt động mạnh mẽ trong từng anh chị em tân tòng. Với ánh nến sáng được thắp từ nến phục sinh, các anh chị em tân tòng đang được đón nhận và giữ lấy sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, để trong từng ngày sống, các anh chị em sẽ luôn được Chúa gìn giữ và soi dẫn. Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cùng quy tụ bên thánh thể Chúa, trang nghiêm sốt sắng kiệu mình thánh Chúa quanh thánh đường và cùng ở lại bên thánh thể Chúa, dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn cùng bao ước nguyện. Xin Chúa thương gìn giữ chở che từng người con của Chúa vượt qua bao thử thách của cuộc đời đầy cạm bẫy, vững tin và mạnh mẽ bước trọn trên con đường Chúa đã dành sẵn cho mọi người.